Rồi nay mình vô trễ nha các bạn. Anh Năm nói nãy giờ máy kéo này cũng được hai lưới rồi đó. Hai lưới mà cộng đầy nhóc vậy nè. Này cỡ 5-6 kg anh Năm. Cỡ 5-6 kg nha các bạn. Đó, mình lên tới máy thì ngoài kia đó đó, ngoài xa xa đó đó. Máy cũng đang chuẩn bị lưới. Lùa tiếp. Để mình đi xuống dưới quay máy cho các bạn cùng xem nha. Đó, máy đang lùa cá ở trước đám này nha các bạn. Mình đi xuống quay cho các bạn cùng xem. Có anh Châu, anh Châu đang đi ở trước mình. Mấy ngày trước mình với máy anh Châu cũng có đi đặt rắn, thăm rắn mà lúc này không có dính nữa nha các bạn. Rồi nay máy đi lùa cá rô út mít. Bên đây nước trong là chưa lùa nè. Còn bên này nước đục là nãy máy lùa rồi nha các bạn. Lùa nãy được hai lưới đó. Nãy quay cho các bạn cùng xem là được anh Năm nói cũng cỡ hơn 5 kg rồi. Nè như vậy đừng mương nước nha các bạn. Ở đây nước ngập luôn gốc lúa rồi. Thế mình lùa vậy thì anh chạy lên ruộng hết nên không có dính nhiều. Này là máy đang thả lưới đang lùa nha các bạn. Đó máy đang tuốt ở xa. Ồ, nó chạy ra cả ở trong ruộng nó ra. Kế kế quá chừng luôn. Đó 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 nó tung ra. Quá chừng luôn nha các bạn. Chuyến này là đầy lưới nữa rồi. Hút lên còn quá trời kìa mãi nhâm kìa mãi. Hút trở nhâm kìa. Ôi, nhiều lắm nha các bạn. Hút lên rồi giờ mày lùa kìa. Đó, lại đi mãi. Mạnh lên nó dội lại đó. Ừ. Trời ơi quá chừng luôn. Thả lại luôn. Dạ đúng mà. Đâu? Hết rồi, hết rồi. Rồi rồi em đi tới đi. Quá chừng luôn đẳng không. Anh thấy nó bơi mà anh phải né đó. Luôn á. Quá trời xuống. Cái này mới cái rô mới chết hậu cái rô không nè. Thì đúng rồi, cái này cái rô nè. Hết rồi. Trời ơi con móng kìa. Hết nó nổi luôn. Thôi cái này nó mà nó cạn rồi nó lên xuống còn cái đó luôn. Lúa này hiện nay chắc cũng tầm được gần 2 tháng rồi nha các bạn. Cao lắm rồi. Gì vậy? Vô thêm luôn. Quá trời nằm. Rồi lên luôn. Nằm ngoài quá trời vậy. Trời ơi, đã. Thôi, bớt đi. Còn bên hông rồi. Đó, đủ rồi. Không xanh bớt đi. Ôi, quá chừng đây rồi nè. Ôi, bu lại đây thằng Hà rồi. Ôi, vô. Thì rối luôn trời. Rối nhiều lắm. Ngày mai là nó vô cái nơi xuống đồng bộ thầy luôn.
chuối là không, nó không còn đã nó chuối mà làm gì hết nó. Mẹ cơm chén ăn đổ mà. Ôi ơi mê không? Sạch trơn luôn á. Bóng luôn mà. Lượm mấy cỏ này ra là sạch trơn. Chia tiết nữa này vô cả không vô cũng mê vẫn được. Ôi cái này ít sạch. Ít sạch luôn. Ôi ôi. Wow. Một màu đẹp. Đủ, đủ má học quýt công luôn chứ. Rồi thùng sao, thùng tuốt mà đẳng rồi. Em lại để chết. Về luôn á. Về luôn chứ đi. Để hỏi chết nữa luôn, cái nữa chết luôn à. Ủa đằng kia là thấy có cái bình nước đi đẳng rồi có lấy không? Đâu. Ủa anh thấy có cái bình hay gì đẳng á? Sao mấy đám này sao không có ta? Đám này không có. Ăn tôi chở không? Có gì đàn không? Có đàn không chở tôi về. Có không Nam? Không có không. Gần đầy thùng rồi nha các bạn. Tấn thùng luôn. Còn con miếng nữa là đầy thùng rồi đó. Chưa bốc nước. Ủa má này sáng rồi nước ít chút giờ nước tràn vô đổ đai luôn. Giờ về luôn hả mày? Về luôn. Ừ. Chiếc thùng đâu nữa? Sẵn rồi. Đó, vậy là đi qua bắt đủ đó. Rồi sao để xe cột hả? Ê, để trước chứ gì mày? Để nằm vậy mới để đứng nó chặt. Túi đồ nghề này của mày nha các bạn. Có cái bao nhỏ xíu vậy đó. Vậy là sống rồi nè. Vậy là sống hả? Ở đây vui lắm, hễ mãi đi bắt là có mấy anh em đi theo phụ à. Như có anh Năm là đi theo bảo vệ nè. Anh Năm là bên chương trình ngôi nhà mơ ước. Còn anh Châu là bên ngôi nhà ước mơ. Tổng giám đốc công ty đủ ba bắt giám khẩu. Nhưng mà anh Châu vui lắm nghe các bạn. Lúc nào thấy anh cũng hút thuốc á. Đó, về tới liền tấn nè. Alo, anh nghe. Đâu? Chờ chục ký một giờ rồi lên này coi chừng có thêm mấy thêm nữa đó. Chục hả? Ở về lửa đàng hoàng hả? Rồi. Làm thanh dặn chục ký luôn hả? Rồi. Rồi giọt. Rồi, giọt em. Nước này anh uống không? Thôi em đi đi. Không có nước chảy hả? Không có sao hết á. Gì đi? Ừ, chứ dạy nó vô rồi. Mình vô hơi trễ nha các bạn. Vô quay kịp được mãi làm có một tay lưới ha. Mà quá nhiều cá rồi. Thùng đầy rồi, không có đựng được. Nên thôi giờ anh em mình phải về. Bên này là ổi xẻ nha các bạn. Kiếm trái chua chua ăn mà chưa có thấy trái nào chua đó. Trái còn nhỏ không? Nhỏ không à. Này chắc trái này không biết được chưa. Thử cái này cho. Này không có trái nào bự, chưa bự. Ngon quá. Ừ. Này cũng chua rồi chú ha, nhưng mà nó mới chua à. Này giống mới ấy thôi. Trái này cũng chua rồi. Ừ, nó lâu mấy cái đỏ 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 vàng vàng. Dạ. Chìa máy đổ ra luôn nha các bạn, hai thao luôn. Con chết mới luôn. Bên đây cũng cá chốt nè. Sao? Ủa cái lúc này anh thấy cá chốt nhiều quá vậy? Cái hồi nãy á, vừa đập đầu á. Ừ. Chứ cái mấy lần trước mình đi cá chốt đâu có nhiều ha. Ủa con cá chốt này sao anh thấy nó đâu phải, sao nó vàng vàng hả mày? Chết mà. Chết ngập á. Chứ còn anh thấy cá chốt nó đen thui à. Nãy đang thui phụ. Ủa vậy hả? Chết ngập à. Giờ có năm ngồi lựa phụ nữa các bạn, chứ mình mãi lựa này chắc phải chiều quá. Tính ra có mấy lưới mà giờ lựa quá trời. Mà tí rồi, ổng rồi. Làm gì? Có ba lưới mà dày đây nè. Rồng bánh 2 kg. Quá trời luôn, mày giờ mà vô quánh cái nữa là cá bên thi luôn. Sao rủ mất. Không. Cái này chơi trắng không á? Đúng chơi trắng luôn. Cái này được. Nướng phải bự em, chứ còn nướng nhỏ là không ăn. Cái này nướng dở. Rồi được trực những chục cá sặc này thôi là cũng ngon nữa nè. Cá sặc mập lù.
Chồng con thải với nhau. Bữa bắt mình lớn nè. Cái chồng cửa hầm. Chốt đây mấy con chốt kệ đi. Dứt ra. Ôi cái này quá trời. Đổ ra không mãi hay để gì luôn. Mới đổ ra rồi. Để chi ra mà. Sắp qua thảo mới. Có cầu hạ quên đi, đừng có thấy chi hả. Đi không tiếp. Đi đây à. Đủ không vô cổng lắm, không mê chắc. Nước và hồi đã nhiều rồi. Hồi đâu mà hồi. Sơn là hai bên hả? Chưa không phải sơn bên hết hả? Hai bên. Bên đặt. Cái gà đâu có con cá, con mắm gì đâu. Không có con cá gì, cái gì hết trơn. Đó là gì vậy? Sáng chú hai lụa mấy lưới? Có lưới á. Vậy lưới đi ba lần, lưới nậu. Không có chuyện, có lụa quýt nó nậu, có lưới một đó rồi về đó. Vậy ngày chú hai hút con gói không? Hai ngày con gói. Vậy hả? Thôi vậy cũng được, là hút ít ít thôi chứ hút nhiều. Mỗi đâu có dám hút nhiều đâu. Dạ. Khi đi mần là không hút luôn nữa. Vậy có hút là giống như cho đỡ buồn thôi chứ hút nhiều quá cũng... bệnh nè, bệnh phổi á. Ôi trưa này uống ly trà này đã luôn nha các bạn. Trà này cũng không quạo lắm mà chú hai cũng không uống trà quạo lắm mà. Đâu có rồi đâu. Uống này cũng trà với nó quạo dữ. Dạ. Nãy giờ mình quay cho các bạn cùng xem ha. Cuộc sống ở quê mình là vậy đó, sống nhẹ nhàng lắm, chỉ cần có tay lưới thôi, đi ra đồng là chừng tiếng thôi về là cá ăn mạch xỉu nha các bạn. Với ở quê mình là thoải mái lắm, trồng cây nhà lá vườn, chỉ có cái đi bắt cái thôi là về là đồ ăn là hằng hà luôn nha. Xung quanh nhà của chú hai trồng hổm cũng đã quay cho các bạn cùng xem rồi đó, rau muống, rau lan, bông điên điển, rau đắng, rau cần, mồng tươi. Nói chung là nhiều lắm nha các bạn, đầy đủ luôn nha, không có thiếu gì nha. Để mai mốt tới mùa nước nổi đi, mình quay cho các bạn cùng xem cá linh nấu với lại bông điên điển nha.